Ngọc Ánh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới quý vị dự án 4 căn nhà mới nhất, ngõ thông, ô tô đi qua, giá cực kỳ là rẻ, chỉ từ 2.150.000.000 đồng một căn. Với 4 căn nhà này thì vừa mới hoàn thiện xong hết 4 cuốn sổ đỏ riêng biệt quý vị nhé. Và với những cái căn nhà này, quý vị trả trước 800-900 triệu tiền mặt, phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị. Cụ thể vị trí thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội với giá 2.150.000.000. Ở ngoài đây, 2 căn thì giá là 2.250.000.000 quý vị nhé. Và với cái thiết kế 5 tầng, diện tích 30m², công năng sử dụng ra sao, với một căn nhà sổ đỏ chuẩn chỉnh, thiết kế hợp lý như thế này. Với cái phần tầng 1 của ngôi nhà, thiết kế cho quý vị phần cửa chính, hai lớp cửa bên ngoài là lớp cửa sắt và kéo, bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Với cái thiết kế 4 căn này thì có 2 căn Ngọc Ánh đang quay là hướng Tây Bắc, 2 căn ở phía bên trong là hướng Đông Bắc. Nếu như quý vị nào mà có cái hướng hợp với cái hướng Ngọc Ánh đang chia sẻ thì quý vị có thể liên hệ trực tiếp với em, và cái giá rất là hợp lý tại thời điểm hiện tại quý vị nhé. Mời quý vị theo em vào khám phá tầng 1 của ngôi nhà. Đây, phần tầng 1, thiết kế căn bản là 4 căn nhà này quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay, sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà được luôn theo đúng như hiện trạng của ngôi nhà. Từ vị trí ngôi nhà này gần với gì ạ? Gần với trường đại học Phenica, gần với lại cuối đường Tố Hữu Lê Văn Lương, gần với lại khu đô thị Đô Nghĩa, gần với trung tâm thương mại Eomon Hà Đông, phạm vi bán kính 5-7 km quay đầu xung quanh, tích hợp đầy đủ hết những cái tiện ích dân sinh, chợ, trường, phường, trạm cho quý vị nhé. Đấy, và phải tầng 1 của ngôi nhà ở đây, chủ nhà thiết kế cho quý vị là phần phòng khách của ngôi nhà. Ngoài năng đứng, đây là phần vách ốp nano giả nhựa mọi người ạ, nhựa giả đá. Tuy nhiên về cái độ bền của nó thì tương đối là ổn. Kệ tivi, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, hồ sơ điện, hồ sơ nước đều lắp đặt đầy đủ. Với cái căn nhà của anh đang quay ấy, thì ngõ thông, ô tô đi qua được, gần với lại chợ này, trường học này, mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2 quý vị nhé. Với cái căn nhà này cách với chợ khoảng tầm 200m, đi bộ là ra được chợ rồi. Và cái quan trọng nhất, tất cả những cái video nói review quay gửi tới quý khách hàng 100% sổ đỏ chuẩn chỉnh, pháp lý chuẩn chỉnh mới có thể hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên tới tối đa 70% được, đúng không quý vị? Đó, và cho nên là mọi người cứ hỏi là tại sao em quay nhà nó lại rẻ thế, ở Hà Nội mà vẫn mới có cả hơn 2 tỷ mà có cả ngôi nhà 5 tầng, cả nhà và đất thì không thể tin nổi, nhưng sự thật là có quý vị ạ. Với cái vị trí chính này thì quý vị phù hợp đi làm ở Hà Đông này, đi làm theo cái trục đường Hoài Đức này, hoặc quý vị có đi làm ở dưới khu vực Chương Mỹ thì cũng rất là hợp lý nhá. Đó, và tiếp theo mời quý vị theo em vào phần phòng bếp của ngôi nhà. Với không gian phòng bếp đây quý vị ơi, nhỏ nhắn, xinh xắn, hợp lý, diện tích từ 30 cho tới 33m, cho nên thiết kế cái phần công năng không quá gọi là hoàn hảo theo cái ý kiến của mỗi người. Tuy nhiên, chủ đầu tư thiết kế theo kiểu phổ thông nhất để làm sao đáp ứng được cái công năng sử dụng của một hộ gia đình, phòng khách, phòng bếp, các phòng ngủ đấy, thiết kế tương đối là hài hòa về cái màu sắc cũng như cái thiết kế vị trí đặt tủ bếp rồi là đặt phòng khách mọi người ạ. Đây là cái phần tủ bếp, thiết kế đây toàn bộ là gỗ với hai cái màu tông màu chủ đạo, màu trắng và màu nâu. Mặt bếp này ốp đá granite rất là dày dặn, xung quanh bếp thì là ốp kính, ốp bếp quý vị ạ. Chậu rửa, vòi rửa đây quý vị có thể nhìn thực tế, thiết kế chủ nhà rất là chỉn chu. Chậu rửa toàn bộ là chậu rửa inox 304, phụ kiện bếp lắp đặt cũng vậy. Đó, đây mọi người có thể nhìn thực tế nhá. Quay như thế nào thì quý vị đến xem là y như vậy, diện tích, vị trí, đường hướng, Ngọc Ánh quay review rất là chuẩn chỉnh, giá bán cũng vậy. Cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm, bên quỹ căn của Ngọc Ánh thì nó có rất là nhiều vị trí, rất là nhiều giá bán, nên quý vị có thể liên hệ trực tiếp với em để em tư vấn hỗ trợ quý khách hàng tốt nhất, để quý vị chọn lựa và mua được những cái căn nhà ưng ý nhất ở cái cung đường làm sao tiện đi lại, phù hợp với tầm tài chính. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 5, thiết kế toàn bộ là gỗ, mặt bậc cổ bậc, ốp đá đen cổ trắng. Phần ngăn cách giữa phần cầu thang và phần cửa chính ở đây thì chủ nhà có thiết kế và lắp đặt cho mình một cái vách gỗ CNC. Đó, đồng thời cũng là một cái kệ trang trí tương đối là hợp lý mọi người ạ. Quý vị nào mà đang có những cái lô đất 30, 31, 32 mét mà chưa biết thiết kế như thế nào cho nó hợp lý với một hộ gia đình, sợ rằng là thiết kế nó không đáp ứng được công năng, thì quý vị có thể tham khảo video của Ngọc Ánh. Ở bên Nhà Tốt cũng có nhận luôn cả thiết kế này, thi công công trình từ A đến Z cho quý vị nhé. Cái phần đấy thì quý vị liên hệ riêng với em để em tư vấn cho mọi người tốt nhất. Sau đây mời quý vị theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà.
Và như thế nào gọi là hợp lý, như thế nào gọi là đáp ứng được đúng tiêu chí của một hộ gia đình sử dụng công năng. Với cái phần tầng 2, tầng 3, tầng 4 của ngôi nhà, chủ nhà có thiết kế cho mình một cái phòng ngủ rất là rộng, phòng vệ sinh phía bên ngoài, hành lang ở bên ngoài, cầu thang có cửa sổ rất là thông thoáng. Đây là phần phòng ngủ, có ban công mở. Và đây mọi người ơi, này, vì cái căn nhà này được cái tiện là lô góc hai mặt thoáng, mặt ngõ đường nhà nước, rồi là ngõ thoáng, ngõ thông ở bên cạnh này, cho nên cái ngôi nhà này cửa sổ mở tương đối là thoáng. Đây mọi người ạ, ban công mở hướng ra phía bên ngoài. Đây. Và phần phòng ngủ rất là rộng rãi, vuông vắn, dễ dàng kê đồ nội thất này, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng này, ống chờ dây chờ áp chờ điều hòa đều được chủ đầu tư lắp đặt đầy đủ cho quý vị. Phần ở dưới chân Ngọc Ánh ở đây thì chủ nhà thiết kế là gạch lát nền, kích thước gạch 60-60, vân gỗ. Đó, rất là hợp lý. Cửa thông phòng thiết kế là cửa nhựa composite. Cái chất liệu này nó tương đối là mới ở trên thị trường. Tuy nhiên nếu như quý vị nào tìm hiểu thì cái giá thành của nó chỉ rẻ hơn gỗ một chút thôi. Nhưng mà về độ thẩm mỹ cũng như là cái độ an toàn thì quý vị hoàn toàn yên tâm. Sau đây mời quý vị theo em lên khám phá tầng phía trên của ngôi nhà. Và Ngọc Ánh đang đứng ở trên phía tầng 3 của ngôi nhà, thiết kế tương tự như tầng 2. Tầng 2, tầng 3, tầng 4 đều thiết kế một phòng vệ sinh ở phía bên ngoài như thế này cho quý vị nhé. Đây, phòng vệ sinh rất là rộng, đầy đủ đầu chờ bình nóng lạnh này, quạt hút mùi, bồn cầu, sen tắm, lavabo. Đó, màu sắc rất là sạch sẽ. Đây. Ở đây thì sử dụng nước là nước sạch sông Đà, điện lực EVN Hà Nội quý vị nhé. Hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng biệt từng căn. Với những cái dự án như thế này thì khách hàng thường hỏi là bên em mà chủ đầu tư xây ấy, thường thường như thế này thì nhà liền kề, trung tường, trung móng có đúng không? Thì Ngọc Ánh đã chia sẻ rất là nhiều trên các video quay cho quý vị rồi. Thứ nhất, chủ đầu tư sử dụng bây giờ tường là tường 10 riêng, cột riêng, tường riêng, móng riêng quý vị nhé. Đó, cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng hiện tại của các chủ đầu tư xây dựng tương đối là ổn đấy mọi người ạ. Bởi vì cái giá thành bây giờ một ngôi nhà nó không phải là rẻ, cho nên chủ đầu tư không thể nào mà làm nó không chất lượng, nó không uy tín thì làm sao người ta tồn tại lâu dài trên thị trường được, đúng không ạ? Đó, đây là cái phần tầng 3 quý vị nha. Và mời quý vị theo em lên tầng 4 của ngôi nhà. Ngọc Ánh đang đứng ở đây là phần tầng 4. Như vậy, bước chân lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà là có 3 phòng ngủ riêng. Đây, hiện tại tầng 4 thì đang không bật điện, nhưng mọi người thấy không? Ánh sáng tự nhiên ban ngày đây, rất là hợp lý luôn. Thậm chí là hôm nay trời, thời tiết nó còn âm u cho nên là nhìn nó còn không có ánh nắng vào trong phòng đấy. Đó. Tất cả các phòng đều tương đối rộng. Phòng vệ sinh sử dụng ở phía bên ngoài. Như vậy lên trên phía tầng 4, ngôi nhà này có 4 phòng vệ sinh, 3 phòng ngủ ở phía tầng 1, phòng khách, phòng bếp. Vậy thì tầng còn lại thiết kế như thế nào thì mọi người ơi, mọi người đừng rời mắt khỏi video để khám phá nốt cái căn nhà này nhé. Và đây là phần tầng 5 của ngôi nhà, có một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 lên tầng 5, Ngọc Ánh đã chia sẻ cho quý vị rồi. Thiết kế toàn bộ là gỗ. Trên phía tầng 5 đây, chủ nhà thiết kế cho chúng ta một cái phòng thờ riêng nhỏ nhắn, xinh xắn, hợp lý, đáp ứng đúng cái công năng sử dụng của một hộ gia đình nhỏ. Tiếp theo, phần còn lại là phần sân phơi. Thì đây ạ, tương đối là rộng quý vị nhé. Đó. Giá rẻ như thế này thì liệu nó có nằm ở nơi heo hút không? Thì đây mọi người có thể nhìn xung quanh, dân cư hàng xóm vô cùng đông đúc, thuận tiện giao thông, chợ trường, phường trạm đi lại. Đi từ đây mà ra tới trung tâm Hà Đông thì nó rơi khoảng tầm 10 phút đi xe máy quý vị nha. Nói chung là giá thành hợp lý, cho nên quý vị cũng phải xác định tư tưởng rằng nó không quá gần trung tâm đến mức độ là đi có vài bước chân. Tất nhiên đi lại nó phải có khoảng cách. Thì cái căn nhà này nó cách với cầu trắng nó rơi vào khoảng tầm 8 km. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin thì cứ liên hệ trực tiếp với lại nhà tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình để em có thể tư vấn hỗ trợ và chọn lựa cho những quý vị những cái căn nhà ưng ý nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.